Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và chào thân thương nhất. Thì bữa nay Lai tiếp tục thăm bẫy rắn nha cả nhà. Cái luồng bẫy này Lai thăm tổng cộng là 19 cái này cả nhà. Bữa nay Lai trở lại. Hy vọng bữa nay có hàng gì cho cái nhà xem sướng sướng nha cả nhà. Mà tháng này đặt kiếm hàng khủng cũng chua lắm cả nhà. Dính nhiều không biết có không nữa, chừng nữa hàng khủng. Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Lai để trải nghiệm chuyến thăm bầy rắn hôm nay, coi có hàng gì khủng sướng sướng để xem nghe cả nhà. Thì ở trong đó đó cả nhà, trong cái hàng cây đó Lai có đặt con cái đó. Giờ mình tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà, coi hy vọng bữa nay theo như thế nào. Ở đây ta sắp sửa là xả lúa rồi cả nhà. Cái đồ ta chắc nước ra khô á, đặt khó ăn lắm. Có nước gì đặt còn không dính nữa. Chỗ này là bắt dận khủng nè cả nhà. Mà Lai đặt chân vũ ở cái gốc dừa đó, chỗ này nói đó. Bây giờ nước ngập quá là dời lên này. Chỗ nào Lai cũng quên đây. Có rung lắc cả nhà thông cảm cho Lai nha. Trời ơi, đi lại cái thấy cái kỳ vậy ta. Hết biết thiệt mà. Ôi ơi, lại thấy cái cạc đầu rồi. Xong nữa rồi. Có con gì này nữa không? Thua. Trời đất ơi, còn chuột luôn. Hết ham thiệt. Cái đầu tiên mở hàng gì thua nữa. Đây là đặt lại cái tiếp tao quay chia sẻ nhà xem cái nhà. Ở đây là có con cái nhà. Cái này dính hô ngựa quá hổm nè, dính nguyên cặp luôn. Bữa nay dính hô ngựa nữa không? Khùi. Rồi nhẹ. Chắc không ngựa cũng không có nữa quá. Trời trời nặng nữa ta. Không lẽ không ngựa nữa. Ừ. Trời ơi không ngựa nữa thiệt mà. Ừ, miệng nói linh thấy ghê trời. Hết biết thiệt. Ở đây không ngựa ổ gì cả nhà. Làm em nữa rồi nè. Hết biết rồi. Đặt nữa. Bắt hết mấy không ngựa này luôn. Đặt xuống là dính không ngựa, đặt xuống là dính không ngựa cả nhà. Đó. Để Lai ra ngoài để kiếm chỗ để bắt rắn cả nhà xem cái nha. Trời ơi. Cái chỗ của Lai bắt rắn cả nhà, bắt không người vô hành đó, bắt hai lần bốn con. Bữa nay có người ta ra, người ta mở cửa thì chống quát ra đó. Ở đó bắt không được nha cả nhà. Lỡ rồi lại vô đây lại thăm cái này nè. Thôi gọi dính cô hành cũng 6 7 lạng vậy nè, 7 lạng hay gì. Dính cái này luôn rồi bắt cho ngon nha cả nhà. Cua nước này vô là mấy cái bờ ruộng khô để dính chắc cả nhà, mà sợ cái ruộng khô thôi. Rồi bữa nay chết rồi cả nhà ơi. Trời ơi, rồi thua. Bữa nay hết dính rồi cả nhà, còn chuột luôn. Vậy là đặt lại Lai bắt cắn luôn cả nhà. Lai bắt em nó ra luôn rồi cả nhà. Không giữ. Ra đây không giữ. Trời ơi, hung ngựa này đẹp lắm rồi cả nhà. Chỗ dính ba hung ngựa rồi trời, không lẽ còn nữa. Không lẽ còn nó còn nữa thôi cả nhà. Hung ngựa nó đẹp nè. Khủng khiếp không? Đẹp ớn ăn. Lụm nó nghe cả nhà. Giờ không chạy rồi còn cắn nữa ha. Quá đã. Hết biết con này đã lắm cả nhà. Con này thuộc gì là bóng hới luôn á. Nó còn cắn Lai nè.
với cắn hồ xỉu nha cả nhà, là chọc hồ xỉu kìa. Đó, ghê chưa? Để lại cho vô tôi lưới cái tiếp đây quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Ở đây là con cái cả nhà. Cái này bữa nay dính bữa rồi. Ui gà thấy trống lóc. Cái lợp sạch chân vậy ta. Trời ơi. Chết luôn cả nhà. Ê. Phân này coi nè cả nhà. Phân gắn ị nè. Mà gắn đâu thì không thấy. Để lại coi xem kỹ cái lợp lại cái nhà. Ở đây lại có một cái cả nhà. Trời ơi, bữa hôm nay đem lúa vô lại thăm. Đây quên bỏ vô nữa nè cả nhà. Để đi. Thôi, rồi. Em chuột không may mắn nữa gì rồi. Dạch ra toàn chuột không ăn lúa không. Bỏ dưa leo vô đây cũng nó không ăn cả nhà ơi. Kỳ cục. Cái tiếp là quay chia sẻ nha xem cái nhà. Tiếp tục luôn cả nhà. Cái bẫy này cũng không biết nhiều thành tích rồi nha cả nhà. Rồi rồi dính con gạt đầu. Cửa này chắc chết rồi. Cái đang thui này như không có phân nữa nè, chết gì vậy? Chết. Cái tiếp tôi quay chia sẻ nhà xem nha. Dưa leo bổ cũng còn nguyên. Tiếp tục đây là con cái luôn cả nhà. Làm chấm lóc vậy trời. Bữa hôm nay bà thù nghe cả nhà. Chặt dọn sẹp là sẹp lép chân. Mà cái bẫy này đặt hơn lần này. Mà tháng này có dính gì đâu cả nhà ơi. Tháng này đặt chu lét thiệt. Chết nữa rồi. Dạch ra mà thấy phân ị đồ thấy ham đó nha. Rồi mới còn chuột không, còn cả nhà ơi. Hên để lại đặt lại cái tiếp coi chia sẻ nhà xem nha. Cái bẫy đặt đây giữa mất tiêu nè cả nhà, bao lai còn đổ nè, không có dính con gì mà lấy ta hết biết cái đường mòn. Em thấy sợ cả nhà nè, còn tót luôn, kinh khủng thiệt, thấy thiệt. Ở đây lại có con cái cả nhà. Đặt chân mũi bát. Trời ơi, nó trong lóc rồi cả nhà ơi. Hay thiệt. Đây đúng bái phục nha cả nhà. Không biết hiểu sao luôn. Cỏ đây đậy đây là lấy đâu mất tiêu chân cả nhà. Hay thiệt ta. Cắt từng đống cỏ nhét vô đây mất tiêu cỏ hết. Trời ơi, thôi dính gắn hoành luôn cả nhà ơi. Ủa sao kỳ vậy ta. Đây nè cả nhà, hoành bự nữa chứ. Sao là cỏ ngoài mất tiêu chứ mà hoành dính ta. Đây cắt cho một đống cỏ là dồn vô nghe cả nhà. Mà phải chuột nó lôi vô thì đây nhóc lọp rồi. Cái lỗ bà lớn này là dồn một đống cỏ vô này luôn nè cả nhà. Đó, cái lỗ vậy đó. Mất tiêu chưa? Còn lại thưa thưa.
trại dính được rồi cả nhà, lại lại kiếm lại chỗ nào để bắt cho cả nhà xem cả nhà. Cái cầu dính nó được rồi, nãy mới mất tiêu đồ đắng cái. Này bắt em nó ra luôn nha cả nhà. Mùa này mà dính con này ba lớn này cũng đỡ khổ rồi cả nhà, chứ không phải chuyện chơi đâu. Có lý chứ. Con này chắc nhất cả nhà ơi, nhất mà không nhất được mấy luôn cả nhà. Đây. Vậy cũng ngon lắm rồi cả nhà. Em này nhất rồi cả nhà ơi, em này nhất rồi, nhất mà không được mấy, vừa nhất cả nhà, em này là vừa nhất, quá đã. Tháng này mà cầm gắn cả nhà, mắc lạnh nè, sướng vô cùng thiệt đó, cầm đẹp cái đẹp cái bộ quấn đẹp cái. Đây. Quá đã rồi cả nhà. Quá sướng, quá sướng, quá sướng. Để ra cho vô túi lưới cái tiếp tôi quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Ở trong đây lại có một cái cả nhà. Trời ơi, mùa này mà dính con rắn vậy nó thiệt cả nhà. Còn mừng còn hơn vợ đi chợ về nữa cả nhà. Khủng khiếp. 19 cái 7 bữa nay chắc lượng bận. Thất chưa cử gầu nữa quá cả nhà. Cử gầu còn được 4 con. Lại giờ biết bao nhiêu 7 luôn. Cái này cái gì bóng bóng ta? Thấy cái 7 thì bóng bóng mà không thấy phân. Không biết cái gì này ha. Nào. Ủa không thấy gì hết trời. Thấy bóng bóng không thấy gì hết á. Rồi nha phao cả nhà ơi. Còn chuột luôn. Để còn chuột được rồi. Gì mà thấy bóng bóng. Để lại đặt lại cái clip quay chia sẻ cho nhà xem cái nha. Cái bẫy gì mà hết thế cả nhà nè. Ồ, đường mòn này ớn chưa. Ở đây là có một cái cả nhà. Ai mồi cái gì đây. Lại thì còn cái nhà. Còn cái nhà phao cái gì vậy? Nhẹ nặng dữ. Thấy có phần cả nhà. Có phần này tới tới trên này cả nhà. Chắc con ngựa quá. Phần này sẽ trắng dữ trời. Tới trên luôn nè. Con ngựa nhẹ dữ vậy. Cái này rút ra cái cả nhà. Còn gì đây? Nặng không? Chắc không hoành quá cả nhà. Sao phân xanh xanh. Xanh xanh nha nhà ơi. Dính gì trời. Trời ơi. Cũng hơi nặng nặng cả nhà. Hành nó đi. Hành nó cứu giãn cái. Vô vô. Con này cũng được 4 lạng cả nhà. 4 lạng ăn lên á. Quá đã rồi. Hết biết. Để là đặt lại like ra ngoài là bắt gắn cho cả nhà xem cả nhà. Ngon nghe cả nhà. Còn mấy cái cuối á. Phần này trắng trắng trên cái nhà. Tính đâu không ngựa. Ai vậy hành. Có lý. Con này cũng có lý lắm này cả nhà. Con này chắc có phẳng. Con này chắc không tới 5 lạng cả nhà ơi. Cũng nặng lắm á. Đó. Phần này đây nè, trắng xác nè. Quá đã. Còn chắc 5 lạng quá cả nhà.
quá mướt cả nhà ơi, quá mướt, quá sướng rồi. Để lại bỏ vô túi lưới cái tiếp là quay chia sẻ cả nhà xem với nhà. Trời ơi nó ngon rồi, mùa này mà gì là ngon rồi cả nhà ơi. Dính đoạn là hàng ít mà dính ít thì mà tôi nhờ hàng khủng cả nhà, dính ít mà nhờ hàng khủng quá sướng. Hàng hành là có lý rồi đó, vô ngồi giữa trưa nắng bắt luôn nghe cả nhà, thông cảm với like cả nhà, hơi chói. Con hành này vô là ăn chuột chưa kịp cắn cái bịch lúa luôn nè cả nhà, kệ là cho nó thêm bịch luôn, hai bịch luôn. Ở đây lại con cái cả nhà, cái này cũng nguy hiểm lắm ạ, làm em nữa thầy. Giờ thấy có phần nó thấy chưa, có phần chưa hoàn tiền nha cả nhà, rồi chết nữa rồi. Rồi cái này có phần không biết nặng không, nhà phao luôn cả nhà ơi. Trời ơi, còn chuột luôn trời. Con đâu thì đi lại đặt lại cái tiếp tôi quay chia sẻ nha xem cái nha. Chuột nó hơi yếu rồi. Ở đây lại con cái cả nha. Cái này lại đeo cũng lâu lắm á. Dính được hai con gì kìa. Lại đeo tới giấc này luôn. Rồi. Chạch giá cái chuột nằm chạy bài ở ngoài thấy hết ham. Ngộ thiệt. Với lại đặt lại cái tiếp tôi quay chia sẻ nhà xem cái nha. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm 7 hôm nay luôn cả nhà. Coi hy vọng vớt em nào nữa không. Rồi chết rồi, nghèo hâu à. Dở cái lọc quân vinh thấy rồi. Chết luôn cả nhà. Lai ra ngoài cho cả nhà xem thành quả của lai hôm nay luôn cả nhà. Vậy cũng ngon lắm rồi cả nhà. Lai nhờ dính hết thiệt mà nhờ lai dính con bự cả nhà. Lai thăm bảy gắn cũng đã xong rồi cả nhà. Thì 19 cái bẫy của lai hôm nay. Thành quả thì chỉ có được có ba em rồi cả nhà. Ba em đấy, ba em này chứ ngon lắm nghe cả nhà. Ngon nhất là hai con hành á, con ngựa thì mình coi nó là con thôi gọi đi. Hai con hành nó cũng có lý lắm nghe cả nhà. Thì con ngựa thì cũng giờ dồn vô mình kệ cũng kiếm sống ngày nay được nghe cả nhà. Thì 19 cái bẫy của lai á, hôm nay á mất hết một cái cũng còn 18 cái để lai móc vô rồi cả nhà. Lại có cái gá thì canh vô đây rồi để tránh là mất thời gian cả nhà xem cái nhà. Coi lại canh thành quả của lai hôm nay coi được bao nhiêu. Lai thăm mùa này cái nhà mà dính được hai em hành như vậy á thì cũng có lý lắm nghe cả nhà. Sợ mà dính như nhỏ á. Dính như nhỏ cái đầu mà mình không có chia kinh phí bằng nghe cả nhà. Nhà được hai bự. Mất canh của lai là không không cả nhà. Đây đó, cái đầu lai kéo lên nè. Một ký 8,90. Vậy là hai con hành của lai là nhất nha cả nhà. Lai trừ túi lưới này không tới lạng đâu, lai trừ cho 90 đi. Là cũng còn một ký 8 vì túi lưới này túi lưới nhỏ cả nhà. Đó. Vậy là hai con hành của lai là nhất nha cả nhà. Con hố ngựa này á thì 6 lạng, hai con kia á lạng ký 2. Ký 2 vậy là con hai hành của lai là nhất hết nha cả nhà. Được 3 em à. Vậy là ngon lắm rồi nghe cả nhà. Mùa này mà dính là như vậy là cũng có lý lắm rồi. Cũng có đòi hỏi thêm được nữa đâu cái nhà. Vậy là cũng ngon rồi, cũng chia sở phí mình sống ngày nay á cái nhà. Là thấy khỏe lắm rồi đó. Như vậy là có lý. Bởi vì hành của lai là cái nhà. Đó. Có hai con bự luôn à, đã không? Quá đã. Vậy là mừng lắm rồi cái nhà. Lai tính bữa nay là thất nữa đó. Cái tua 7 này là trúng lắm đó cái nhà.
mà thăm riết tại mà nhờ lai dời được mà mấy cái hồi rồi 5-6 cái mới đó cả nhà, mới dính được hai hành gì đó. Chắc chứ sau lai dời mới nữa nha cả nhà. Cuối clip mà Lai không biết nói gì hơn, Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Lai xin hẹn lại cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào và tạm biệt cả nhà.